Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến cáo rằng để thức ăn qua đêm có thể là công thức bí mật để triệu hồi những vi khuẩn không mời mà đến. Bạn có thể nghĩ việc cất giữ một ít sushi hay một đĩa rau luộc trong tủ lạnh qua đêm sẽ an toàn, nhưng thực tế, bạn có thể đang chuẩn bị một bữa tiệc cho vi khuẩn. Hải sản, kẻ thù không đội trời chung của tủ lạnh qua đêm. Ai cũng biết hải sản tươi ngon là món khoái khẩu, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn để chúng qua đêm? Thay vì dưỡng chất, bạn sẽ được một vé đi thẳng đến bệnh viện. Vi khuẩn từ hải sản để qua đêm có thể khiến gan và thận của bạn làm việc theo ca tăng cường. Vậy nên, thay vì tiếc của, hãy ăn ngay khi nấu. Rau luộc, sự biến chất kinh hoàng. Rau luộc tưởng chừng là món ăn lành mạnh, nhưng nếu bạn để nó qua đêm, rau sẽ bắt đầu một cuộc họp mặt cùng các vi khuẩn. Chất nitrat trong rau biến thành nitrit, nghe có vẻ như một siêu anh hùng, nhưng thực chất là một phản diện trong chuyện cổ tích về sức khỏe của bạn. Tốt nhất là hãy ăn tươi sống, không để qua ngày. Trứng chiên, trứng luộc, bom tấn vi khuẩn. Trứng là thực phẩm tuyệt vời cho bữa sáng, nhưng nếu để qua đêm, chúng sẽ trở thành một món không mời mà đến cho vi khuẩn. Việc ăn trứng để qua đêm có thể khiến bụng bạn trở thành chiến trường. Lời khuyên là hãy ăn trứng ngay khi nấu để tránh rủi ro không đáng có. Nấm, cánh cổng đến thế giới ngộ độc. Nấm nấu chín và cất giữ qua đêm có thể biến chất nhanh chóng. Chúng trở thành món ăn lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc, biến đổi từ thực phẩm bổ dưỡng thành nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Vậy nên, hãy đảm bảo ăn hết nấm trong bữa ăn đó, hoặc chuẩn bị tinh thần đón nhận hậu quả. Canh, nồi dao hai lưỡi. Cuối cùng, canh có vẻ như là thứ dễ dàng để tái sử dụng sau khi để qua đêm, nhưng thật ra nó là một nồi bom chờ nổ. Các gia vị như mắm, muối, bột ngọt có thể tạo ra phản ứng hóa học không mong muốn khi để lâu trong tủ lạnh, dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như suy thận hay thậm chí ung thư. Vậy nên, để an toàn và khỏe mạnh, hãy tưởng tượng rằng tủ lạnh của bạn có một biển báo, cẩn thận, vi khuẩn đang rình rập. Hãy ăn ngay khi nấu và đừng tiếc của với thức ăn thừa, bởi sức khỏe quý giá hơn nhiều so với vài đồng tiết kiệm được từ việc ăn lại thức ăn cũ.